Xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc Và ở đây thì mình đang có chiếc Alienware X14 Một trong những chiếc máy mà tạo ra quá nhiều cảm hứng và rất nhiều năng lượng cho mình trong suốt hơn 3 ngày vừa qua Được trải nghiệm chiếc máy này Lúc mà mình mở hộp chiếc máy này ra thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là Ồ, oh, Alienware có là một chiếc laptop gaming 14 inch Cũng thú vị đấy nhở Nhưng mà lúc mở cái hộp bên ngoài này ra thì mình đã bị choáng Bởi cái hộp đựng laptop bên trong của nó là quá nhỏ so với cái sức tưởng tượng của mình Cái gì? Bên trong này là một chiếc laptop gaming á? À? không đời nào Mình lại tiếp tục mở tiếp cái hộp trắng này ra Thì wow Một sản phẩm quá độc Và mình đã hoàn toàn bị bất ngờ Bởi vì cái chiếc máy này là quá mỏng Có lẽ rằng đây là chiếc laptop của mình 14 inch mỏng nhất trên thế giới Và mình lại còn càng bất ngờ hơn Khi mà bên trong nó lại được trang bị CPU Core i7-12700H Đi kèm với dòng cả đồ họa rời là Rotix 3060 ờ uh, ban đầu thì mình cũng chỉ định rằng là dùng chiếc máy lâu hơn một chút rồi sau đó gửi đến anh em bài đánh giá chi tiết nhưng mà thực sự có những cái thứ mà mình muốn chia sẻ với cả anh em ngay lập tức cũng như là mình có phần tham là muốn sở hữu chiếc máy này lâu hơn một chút dùng lâu hơn rồi sau đó thì mình sẽ gửi đến anh em bài đánh giá chi tiết kỹ càng sau nên là em hãy subscribe channel View để mà không bỏ lỡ bất kỳ video nào về chiếc Alienware X14 này nhá. Trước tiên thì mình xin được cảm ơn cửa hàng Pro đã cho View mượn sản phẩm để mà chia sẻ với cả anh em. Và hiện tại thì Alienware X14 đang được bán tại cửa Pro với mức giá vào khoảng là 45 triệu. Pro là đơn vị chuyên cung cấp laptop theo tiêu chuẩn dạo bước công nghệ. Anh em sẽ được thoải mái trải nghiệm sản phẩm trước khi đi mua hàng, không bị bọc trong túi ni lông, không gian thoáng đãng, không xô bổ giúp cho anh em có thể tập trung vào sản phẩm hơn ngoài ra thì các bạn nhân viên cũng được đào tạo kiến thức về sản phẩm kỹ lưỡng để mà giúp cho anh em chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu nhất đây là địa chỉ chuyên về máy tính sách tay và hiện tại team pro đã có mặt ở hà nội và hồ chí minh anh em ở các tỉnh khác thì có thể đặt hàng online nhé và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để mà cho anh em tham khảo kỹ hơn nhá rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem rằng chiếc máy này có gì thú vị nhau à, điều ấn tượng nhất chắc chắn phải nói đến đó chính là về thiết kế rồi đúng như vậy nó rất mỏng nó mỏng một cách kỳ lạ luôn đấy để mà cho anh em dễ hình dung hơn thì chiếc Zephyrus G14 nó mỏng 19,5mm Chiếc Razer Blade 14 nó mỏng 16,8mm Còn Alienware X14 nó chỉ có 14,5mm mà thôi Và cái mỏng này nó lại còn càng đặc biệt hơn khi mà đặt trong ngôn ngữ thiết kế của một chiếc Alienware Bởi vì đã từ rất là lâu rồi, Alienware xuất hiện trong tâm trí của những người đam mê công nghệ với hình ảnh là một chiếc laptop gaming mình to, cao, lực, lưỡng, kích thước 15-17 inch rất dày Nó khiến cho đứa bạn ngồi cạnh nào cũng sẽ phải là ngước nhìn Thậm chí ra 2 3 năm gần đây, Alienware còn ra mắt thêm cả chiếc Alienware Aria 51M siêu dày chạy CPU desktop hẳn hoi. Ấy vậy mà cũng với ngôn ngữ thiết kế đó, đeo thu nhỏ tốt lại chỉ đúng bằng một em máy 14 inch và nó vô hình chung tạo nên một chiếc máy vừa có khí chất của một chiếc laptop người mình đến từ tương lai nhưng mà đồng thời nó lại vừa có tính cơ động là cực kỳ cao sự gọn nhẹ của một chiếc laptop 14 inch và đó là sự khác biệt hoàn toàn trong thế giới laptop game hiện nay mình muốn nói về rất là nhiều nhưng cái chất gaming tương lai nó vẫn còn được giữ ở đây. Ví dụ như logo Alienware nó vẫn phát sáng trưng ở mặt A. Rồi kiểu thiết kế gồ ra phía sau lưng này nó đã tạo nên trào lưu cho rất là nhiều những dòng laptop gaming trong vòng 2 cho đến 3 năm trở lại đây. Nhưng mà mình có thể đảm bảo rằng khi mà anh em nhìn vào bất kỳ một chiếc Alienware nào thì anh em cũng sẽ đều thấy ấn tượng với kiểu gồ ra phía sau này. Một ngôn ngữ có cảm giác tương lai và rất trường tồn với cả thời gian. Mình chỉ hơi tiếc rằng cái giả LED RGB chạy quanh viền nó đã bị loại bỏ trên chiếc X14 này để mà đảm bảo cái sự mỏng nhẹ của nó. Nhìn sâu vào thì em sẽ thấy rằng các lỗ tản nhiệt nó được làm cách điệu dưới dạng lỗ tổ ong và các họa tiết tổ ong này nó cũng được đồng bộ ở các khe hút khí mát ở mặt sau của máy. Ở bên cạnh chúng ta cũng sẽ có hai khe tản nhiệt được làm khá là xinh, trông có phần là hơi buồn cười và nó làm cho mình liên tưởng đến những món đồ chơi figure với độ tinh xảo rất là cao vậy. Bởi vì thực sự giờ mình cũng chưa nhìn thấy có một chiếc laptop nào mà lại trang bị một cái khe tản nhiệt nó lại bé nhỏ nhỏ xinh xinh đến như vậy và nó cũng khiến cho mình cảm thấy rất là tò mò bởi vì cấu hình bên trong của chiếc máy này là rất là mạnh có i7 12700h đi kèm với dòng cả họa rời là sáu 3060 mà lại dám mang một cái khe tản nhiệt bé như vậy ngoài ra thì anh em cũng có thể là dễ dàng cảm nhận được cái tinh thần của Elon Way khi mà cầm ở chiếc máy này nó mỏng nhất nhưng mà có lẽ ra ở đây cũng là chiếc laptop của mình 14 linh chắc chắn nhất toàn bộ khung gầm của máy được làm bằng hợp kim nhôm và má dây và dù rất là mỏng nhưng nó lại không hề nhẹ lên đến 1,84 kg nó sẽ nặng hơn một chút so với chiếc Zephyrus G14 là 1,72 kg và nó sẽ nặng hơn Razer Blade 14 inch là 1,78 kg và đó cũng là một cái điểm rất là lạ của chiếc máy này tức là khi mà anh em cầm vào nó rất là khác so với những gì mà anh em tưởng tượng ở trong đầu anh em nghĩ rằng ở đây sẽ là một chiếc máy nó rất là to lực lưỡng hầm hố khí chất Alienware Way nhưng nó lại rất là mỏng anh em nghĩ rằng nó rất là yếu nhưng cấu hình của nó thì lại vô cùng là khủng bố Anh em nghĩ rằng nó nhẹ nhưng nó lại khá là nặng Thậm chí là nặng nhất trong phần khúc Lá tôi mình là 14 inch về các cổng kết nối thì nó cũng được trang bị rất là đầy đủ ở phía sau đeo mang lên đến đây tận 3 cổng Type C và ba cổng này nó đều xuất được hình ảnh một cổng HDMI một cổng A và một khe thẻ micro SD và thêm một giắt tay nghe 3.5 nữa còn hai cạnh thì nó không hề có bất kỳ một cái cổng kết nối nào nhưng mà đồng thời nó cũng đem lại sự tối giản tuyệt đối cho chiếc máy này Tuy nhiên, giáp tai nghe 3 mm ở phía sau thì rõ ràng là hơi kỳ Bởi vì khi mà anh em cắm dây vào, luồn 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 các thứ thì mới đến tai của anh em Đây là một chi tiết mà mình thấy rằng là bất hợp lý trong thiết kế ừ. Rồi, đến với bản lề thì đây cũng là một chi tiết mà thể hiện được sự đẳng cấp trong thiết kế của chiếc máy này Thông thường bản lề nó sẽ nâng lên hạ xuống nâng lên hạ xuống khi mà anh em gập máy ra gập máy vào nhưng mà do chiếc Elon X14 này nó quá mỏng nên là Dell đã tùy chỉnh cái bản lề nó sẽ chạy ngang ở hai bên và nó có khả năng giữ màn hình ra chắc chắn khi mà anh em gập vào ấy thì nó sẽ có thể là giữ một góc rất là sâu rồi có nam châm hút vào khi mà anh em mở lên thì cũng chỉ cần là dùng một tay là xong về hiệu năng thì thông thường các mẫu laptop gaming mỏng nhẹ như là X14 đều được đi kèm với CPU của AMD Những cái tên điển hình như là Zephyrus G14 hay là Razer Blade 14 đều được sử dụng CPU của AMD Bởi vì CPU của AMD có hiệu năng trên mỗi watt điện là tốt hơn so với cả Intel Nên là nếu như mà đặt bên trong một chiếc máy gọn nhẹ 14 inch có hệ thống tản nhiệt rất là hạn chế Thì máy nó sẽ dễ dàng để mà tản nhiệt hơn Tuy nhiên x 14 lại được trang bị CPU của Intel mà lại lên đến là i7-12700H mà lại còn được trang bị một cái dòng cả đồ họa rời rất là mạnh mẽ là RTX 3060 nữa thì có một điều mà mình rất là chắc chắn đó chính là đèo sẽ phải giảm công suất điện của những con chip này xuống và thực tế là chỉ cần nhìn vào việc là máy sạc thông qua cổng Type C là đã thấy rằng nó sẽ không đủ điện để mà cấp cho CPU và GPU chạy mức tối đa rồi còn cụ thể về cái cách mà nó hoạt động ra sao thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em trong bài đánh giá chi tiết nhé về màn hình thì ở trên anh em sẽ có nhận diện khuôn mặt Ở dưới là dòng chữ Adam Way Tấm nền thì nó sẽ có mọi thứ cho cái trải nghiệm gaming của anh em Tần số quét 144Hz, 30 giây, hỗ trợ gửa sinh, màu sắc nổi khối và độ sáng cao độ phân giải vẫn chỉ dừng lại ở mức là Full HD mà thôi chứ chưa phải là 2K. Nó chưa được cái mức sắc nét tuyệt đối nhưng mà trên kích thước màn hình là 14 inch thì mật độ điểm ảnh của nó cũng khá là cao và nhìn mọi thứ nó vẫn rất là thoải mái. Ngay cả với mắt của những người dùng quen nhìn cái màn hình độ phân giải cao như là mình thì trải nghiệm một chiếc máy này nó vẫn rất là dễ chịu. Và đó là những ấn tượng rất là nhanh của mình về chiếc máy này Thực sự là một chiếc máy mà đem lại rất là nhiều cảm hứng và cái sự hứng khởi khi mà được trải nghiệm một cái sản phẩm mà cái tinh thần của nó đã khác biệt hoàn toàn so với cả những mẫu laptop đang có mặt trên thị trường hiện nay anh em mình muốn mình làm gì với chiếc máy này thì hãy cùng bình luận phía bên dưới nhé và hiện tại thì nó đang được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá là 45 triệu thì rõ ràng so với cả những sản phẩm trên thị trường thì đây không phải là một con số cao anh em nghĩ sao về mức giá này thì hãy cùng comment phía bên dưới nhé Và hi vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại